Rồi, ghế đây rồi. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. À, xin chào hai bạn. Đây là bạn trai sẽ giới thiệu trước. Dạ, em tên Hoàng Anh chị. Đang làm việc là cán bộ công chức Ủy ban dân quận Tân Bình. Em làm bên mảng văn phòng. Quê mình ở đâu? Dạ, ở đây chị, thành phố Hồ Chí Minh, dạ, Tân Bình. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, 30 chị. 30 tuổi, mời em gái. Dạ, em kính chào chương trình cho chị Cát Tường và bạn Nam bên cạnh. Em tên là Bích Ngọc, hiện tại em là nhân viên văn phòng của Ủy ban phường quận 5. Ồ, cái quận Tân Bình, cái quận 5. Nói chung là hai bạn cũng đều làm trong cơ quan nhà nước hết. À, chắc đặc thù công việc thì cũng hiểu rồi ha. Dạ. Cười sao cười vậy, có quen không? Hả? Đâu mình hỏi thăm vài câu thử coi rồi biết đâu quen biết sao. Em làm ở quận 5 hả? Dạ. Đôi khi mình có dịp gặp mà mình không biết ha. Dạ, em cũng mới công tác khoảng 1 năm rưỡi thôi anh. Anh công tác đó lâu chưa? Dạ, công tác cũng lâu chị. Mình làm là giờ hành chánh hay sao? Công việc của mình, dạ, cụ thể là như thế nào? Giờ hành chánh chị. Thứ bảy chủ nhật nghỉ. Dạ đúng rồi. Em thứ bảy thì đôi lúc thì có làm buổi sáng. Ừ. Dạ. Em cũng vậy hay sao? Dạ, em cũng thứ bảy chủ nhật nghỉ, đôi khi có những phong trào hoạt động của cơ quan thì mình tham gia. Ừ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì năng động, còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, thẳng thắn và cũng khó chịu một chút rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu, dạ, của mình? Điểm mạnh của em thì cũng hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, thì cũng sôi nổi. Còn nãy giờ tôi chưa thấy sôi nổi gì luôn á. Điểm yếu thì nói chung cuối tuần ngủ hơi trễ xíu. Có tật xấu gì không? Dạ không chị. Dạ không chị. Người không có cái tật xấu nào hết. Không có. Rồi làm văn phòng rồi cuối tuần ngủ dậy trễ rồi làm gì nữa? Thức dậy thì làm gì? Nghe nhạc, xem phim hay đi uống cà phê gì đó. Uống cà phê hay uống bia? Có thì tại em nhiều lúc ăn nhiều. Ăn nhiều quá hả? Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Chung cũng một chị hồi học sinh thì cũng có. Vì có một mối tình học sinh thôi? Dạ đúng rồi. Tới giờ luôn không có? À. Thích trai, thích gái? Dạ thích gái chị. Giới tính rõ ràng không? Dạ rõ ràng. Rõ ràng mà sao bao nhiêu năm mà không có, 30 tuổi mà không có mối tình nào thêm là sao? Thì nhiều lúc như làm văn phòng thì mấy bạn kia nhiều lúc người ta cũng có ý chung nhân hay gì đó. Nên là mình thì chỉ giao tiếp chứ mình cũng không có gì. Không có đối tượng mình có thể yêu thầm trộm nhớ ai, có yêu đơn phương ai không trong 10 năm qua? Chắc không theo chị. Chị cũng lo làm cái học cũng không có. Chị thì cái mối tình mà hồi đi học đó là có mần ăn gì chưa? Dạ, chưa, học trò mà học chị trò. Ngây thơ đó chị biết mà có. Chị hỏi để em trả lời vậy thôi. Nếu vậy thì cuối cùng là có nắm tay, có hôn nhau lần nào chưa? Dạ chắc mấy đó học sinh người ta cũng biết bình thường. Cũng biết bình có thường nắm tay rồi có. Rồi bây giờ thí dụ có bạn gái rồi lấy vợ rồi có biết làm gì không? Dạ chắc biết rồi, học sao hỏi biết được thêm. Học hỏi ai? Thì có gì hỏi chị Cát Tường. Hỏi chị Cát Tường. Hỏi chị sao được? Trời ơi chị phụ nữ sao chị chỉ em được? Phải tự học hỏi. Rồi, em phải tự tìm học kiếm vậy. Học hỏi ở đâu? Sách vở. Sách vở. Hay bạn bè gì đó hả? Nhằm khi hỏi vợ luôn á. Hỏi vợ. Em nghe anh chưa có mơ tình trường, chưa có cái mối nào hết trơn, em có ngại gì không? Dạ cũng sợ là tính hơi còn trẻ con. À, tính mình có trẻ con không? Dạ nói chung không chị, bình thường chị. Chị chỉ sợ là anh không có mãnh liệt với phụ nữ thôi, chứ chị thì cũng không có sợ trẻ con. Không, em không mãnh liệt. Mãnh liệt không? Dạ, có. Có mãnh thôi mà chưa liệt. Rồi tình trường em sao? Dạ em cũng có hai mối tình. Một mối tình cũng được 2 năm, cách đây 7 năm. Và một mối tình đơn phương thôi. Hiện tại thì em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Nói chung hiền, đẹp, dễ thương. Trời ơi, hiền, đẹp, dễ thương, đủ hết trơn luôn. Ngoại hình sao nè? Chỉ nhìn đẹp được rồi. Em cao bao nhiêu? 1m65 gì đó. Người gái cũng cao 1m65 luôn. Thì tầm 1m57 trở lên được rồi. Mập hay ốm? Thì tướng trung bình thôi. Trung bình là nhiêu ký? Em cũng biết được, nói chung là bình thường thôi chứ bạn. Gì em cũng không biết hết trơn. Người có thích gái không vậy? Dạ có, thích gái với chị. Chắc không? Dạ chắc. Chị hỏi em khó trả lời. Không có trả lời. Có khi nào thấy một bạn trai nào đó đẹp trai quá, dễ thương quá mình ngưỡng mộ chưa? Dạ không có, làm gì có chị. Không có hả? Dạ. Bình thường mà, chị thấy bạn gái đẹp chị vẫn ngưỡng mộ mà, đúng không em? Đúng. Cái gái đẹp là sao mà em không diễn tả được, làm sao em biết em thích gái đẹp? Trung bình tóc thì nói chung ngắn
dài xíu mà bấm tóc giống chị cũng đẹp. Ừ. Vậy. Rồi. Mập hay ốm? Thon thon, ví dụ vậy. Trung bình xíu, nói chung là có. Em dẹp cái kiểu trung bình giùm chị cái. Trong từ điển chị không có từ trung bình. Trung bình là sao? Dạ. Cái người ta thích mập thì trung bình ta là 70kg. Em thích ốm, trung bình em là 40kg. À, 50-60kg gì đó, 40-50kg gì đó. Theo như em nghĩ chị nhiêu ký? 55-60kg. Ừ, vậy đoán cũng gần đúng rồi đó. Vậy em muốn con gái bao nhiêu ký? Bốn mấy, năm mấy. Bốn mấy, có nghĩa là ốm hơn chị là mập đúng không? 50, năm mấy là tại gái tùy đó. Cái địa thì nó có thể nhìn khác. Ừ, thì có nghĩa chị là mập đúng không? Cái chị tương đối đó. Là trung bình á. À, nãy giờ hai em cũng trung bình hết trơn á. Có đem hình ảnh theo không? Dạ có, để nè chị. Đâu? Rồi còn em, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì bạn nam cao khoảng 1m7. Tại vì em 1m60 mấy. Và em có sở thích của em là mang giày cao gót. Trời ơi, rồi đó, kiếm đi cổ qua trọng đó. Một người cũng chững chạc. Chững chạc. Trời ơi, mênh mông bao la biển người. Tìm đâu ra anh đây anh ơi. Tìm đi em, ảnh ở trọng á. Gán đi, mò kim đáy biển đi cưng. Em cao mấy? Là bạn giữa giữa đó. Bạn cao mấy 6-6 mấy chắc bằng này. Bằng này quá. Đâu? Bằng này nè. Biết chọn đúng ai là tôi làm ai người đó nha. Rồi, chọn kỹ nha, bạn này nha, giữ nguyên cái tay đó nha. Rồi, một hồi mở cửa trái tim ra. Rồi, coi đúng hay không. Theo như qua cái cách nói chuyện thì em nghĩ là anh này. Hay vậy ta, trời ơi, cặp đôi này chắc đám cưới liền quá. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim rồi xem mình đoán đúng không nha. 7-8 cô mà mặc đồ giống nhau từ trên xuống dưới. Gì mà cũng đoán ra được. Đúng không em? Kiểm tra hình lại coi. Đúng mà, giữa nè. Đúng không? Đúng rồi. Hay quá ha. Đưa anh coi chị đúng anh không vậy? Người này phải không anh? Đúng rồi em. Trời ơi, hay dữ vậy trời ơi. Quá trời vậy mà đoán đúng hay thiệt luôn. Sao hay vậy? Dạ. Tương thông nha. Tương thông hả? Rồi lần đầu tiên khi nhìn mở cửa trái tim đăng cái thì cảm xúc của em như thế nào? Bạn gái đẹp, hiền, đẹp. Trung bình không? Đẹp, dễ thương, không. Hơn chứ không phải trung bình nữa hả? Không chị, nó nói chung thôi, như là mình nói lắp thôi chị. Rồi em, sau khi cửa trái tim này mở ra, cảm giác đầu tiên của em như thế nào? Anh cũng giống hình. Giống hình? Dạ, có vẻ hiền. Ủa sao lần đầu tiên gặp bạn gái không mua quà, muốn bông mua hoa gì tặng hết vậy? Cái đó anh lỡ anh đi vội quá. Nên là chắc để có gì sau chương trình hay là chị đó sẽ tặng. Trời ơi, xin lỗi, sau chương trình mà có cơ hội tặng không? Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món mì Ý hải sản tại nhà hàng Mận Đỏ nha. Mì Ý trong món Âu thì không thể là không nhắc tới. Tại nhà hàng Mận Đỏ thì chúng ta có thể ăn những cái món cơ bản này với hải sản rất là tươi ngon và nêm theo kiểu Việt. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Tự tin lên, ga lăng lịch thiệp lên nha. Vài phút sau chị Tường quay lại liền. Khoảng bao lâu chị? 3 phút. Nhìn lẹ dữ vậy. Dạ, chào anh thấy em sao? Thiền, dễ thương. Em ăn tôm không? Không, anh dùng đi. Anh dùng đi, ăn tôm. Nhưng mà em cảm thấy anh không ngại hay như thế nào á. Mà không có dám chương trình hay là gì đó, mình chưa quen. Làm ở phường 8 hả? Ở quận 5 hả? Nhà em ở đâu? Nhà em ở quận 5 luôn. Nhà anh đông anh em không? Mấy người à? 3 người. Anh lớn nhất. Còn em là... Anh là anh cả. Đúng rồi. Nhà em thì đông. Em Út. Hồi nãy anh nói anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 88. Em sinh năm 90. 90. Cũng ba mấy rồi sao anh chưa có bạn? Thì nhiều lúc văn phòng này kia nào cũng không nói. Công tác văn phòng cũng gặp quen biết nhiều lắm mà. Cái gì vậy? Làm văn phòng thì chắc anh đâu có theo đạo đâu đúng không? Tại vì em hướng Phật thì em không biết là anh có ngại về cái việc đó không? Không, anh không có. Thì ở nhà ba mẹ anh cũng là Phật mà. Nhưng mà anh có ăn được đồ chay không? Được chứ, anh ăn được chứ. Có đi chùa được không? Được. Đi chùa anh dẫn em đi. Ăn cũng đi chùa. Không, tại vì có em có quen một người bạn á. Em muốn đi đâu thì chỉ em đi đó. Nhưng mà chỉ có vấn đề là
họ không có cùng ăn một bữa ăn chay được với em. Vậy hả? Vậy cũng khó. Nói chung là nhiều khi mình đi chơi hay là mình đi chùa hay như thế nào, mình đi hành hương thì cũng phải có những cái bữa mình dừng lại để mình ăn. Thì cái bữa đó mình muốn ăn chay chẳng hạn, mình muốn ăn lạc, thì người đó nói là thì thôi một mình em ăn, còn anh ăn cái khác, hoặc là anh không ăn anh ngồi anh nhìn. Em cảm thấy điều đó nó không hợp lý. Hay vậy anh nói em nghe nè. Lát nữa mình bấm nút hẹn hò, xong rồi khoảng một tuần hay là tháng gì đó mình có hẹn rồi đi dạo đó, thì mình sẽ trao đổi nói nhiều hơn, thì đi ăn hay gì đó anh sẽ dẫn đi ăn cũng được. Ví dụ như mình có thể đi xa hơn thì anh nghĩ mình sẽ ở đâu? Thì ở nhà ba mẹ có phòng riêng, nói chung mình cũng có chỗ riêng tư của mình mà. Mì Ý ngon không? Dạ ngon chị. Có tôi ở đây thì tôi không thấy nói chuyện gì, mà tôi đi ra ngoài tôi nghe có một cái thông tin rất là thất thiệt là rủ người ta bấm nút đi ra ngoài nói chuyện sao hả? Không có câu chuyện đó trong đây đâu nha, em đừng có nghe dụ dỗ. Dạ. Bấm nút ở đây á là 1 tỷ người coi chương trình là em mất cái duyên của em, nhớ chương trình là như vậy. Dạ. Cho nên em phải thích ảnh em mới hôm em mới bấm. Tiêu chí đó sai nha cưng nha, ghê ha. Lúc tôi ngồi đây thì không nói, tôi bước ra ngoài thì nói kiểu đó. Xin lỗi quý vị, không có câu chuyện đó đâu. Rồi, bạn gái đẹp gái không? Dạ đẹp. Trung bình ha? Dạ không chị, bình thường. Hả? Trung bình hay là trên trung bình? Trên chị. Gì nhìn ra ngoài chi vậy? Nhìn ra ngoài kiếm ai ngoài? Biết được thông tin gì ảnh chưa? Dạ ảnh cũng là con trai cả. Nhà hình như được 3 anh em thôi. Gì người ta hỏi không trả lời ông? Ăn hoài vậy? Thì nãy em có nói... Trời ơi, sao đàn ông gì dịu dàng nhẹ nhàng quá, tôi nghi quá. Bây giờ cho một cơ hội nè, thay vì hồi nãy rủ ra ngoài bấm nút phải không? Hai bạn nắm tay nhau qua cửa trái tim để đo cảm xúc, để phụ nữ cũng đo phụ nam cũng đo phụ nữ có rung động không? Rồi hai bạn 30 giây nắm tay nhau. Đó. Nắm tay chứ phải bắt tay đi họp cán bộ đâu nha. Nhìn thẳng nhau đi, dám nhìn mặt người ta không? Nhìn đâu vòng vòng. Rồi, mời hai bạn bóc những lá bài của chương trình, đọc lớn lên. Bạn nghĩ đêm tân hôn ai nên chủ động và làm gì? Rồi trả lời luôn đi. Đêm tân hôn thì nam hoặc là nữ động phòng hả chị? Động phòng hả chị? Thì ai nên chủ động và làm gì? Thì thường thường là bạn nam được động phòng. Động phòng là làm gì? Động phòng là làm gì? Quan hệ nam nữ á chị. Là nam chủ động. Dạ. Quan hệ nam nữ. Nữ cũng được. Thì tùy gì? Thì nữ cũng được. Thì giờ theo em, trường hợp cụ thể của em thì em nghĩ ai sẽ là người chủ động? Nếu như em muốn em lấy vợ thì đêm tân hôn của em ai sẽ là người chủ động? Em là người chủ động. Em là người chủ động. Ok. Chị hy vọng là em nói đúng sự thật. Hãy kể ra 3 điểm chung, 3 điểm riêng giữa bạn và người đối diện. 3 điểm chung thì em nghĩ là thứ nhất là về công việc. Có chung có công việc thôi hả? Em cũng thấy vậy. Điểm riêng thì có vẻ là anh hơi nhút nhát so với em. Em thấy hiền quá. Thấy hiền quá. Thật sự thì em thích một bờ vai vững chãi. Nhiều lúc thì do anh nói chuyện thì em nghĩ xưa, nhưng mà nói chung phần thì bờ vai vững chãi thì ok, điều đó là bình thường, đơn giản, không có gì hết. Em phải thể hiện cho người ta mới tin được chứ. Em nói mà em không có thể hiện, em không nói được gì rồi, em chưa có kinh nghiệm yêu đương nữa. Có mối tình học trò đó, có à, có mối tình học trò đó hả? Cổ tự tin là coi mốt em có thể bảo bọc được cho cổ. Có, được, bảo bọc được. Bảo bọc được. Dạ được. Đó, bây giờ nhìn 30 giây nhìn nhau nói một câu cuối cùng trước khi bấm nút. Em muốn hỏi anh một câu được. Rồi, hỏi đi em. Với cái công việc của mình hiện tại như vậy, anh có một cái định hướng nào khác cho cái sự nghiệp của mình hay không? Công việc, ví dụ như là công việc đó, công việc chính của mình đúng không? Đúng rồi. Sau này cũng gia đình hay là gì đó thì cũng có thể thêm. Anh đã từng nghĩ đến cái vấn đề đó chưa?
thì bây giờ nó nhiều công việc giống như kinh doanh online hay là làm cái gì nó không ảnh hưởng nhiều và sao hay gì đó là mình cũng có thể. Nhưng mà anh đã từng nghĩ đến anh sẽ có một cái công việc phụ thêm cho cái công việc văn phòng của mình chưa? Thì nói chung cũng có, lương về cái công việc của mình hiện tại đủ thì nói chung cũng ok, thì cũng còn cái kia thì mình phụ thêm thì mình có làm thêm. Tôi có nghĩ tới như vậy. Cảm xúc của mình đang suy nghĩ gì, mình mong muốn điều gì? Anh nghĩ mình nên tiến tới cho nhau, sau cuộc gặp này mình nên đi đâu đó dạo tìm hiểu nhau nhiều hơn. Lý do dạ, tại em, sao em xin nói thiệt dạ. Lý do tại sao cổ phải thì chị hỏi thì mỗi người có cái ý nói gì thôi, vậy được rồi. Cảm xúc hiện tại của em bây giờ như thế nào? Thì thoải mái. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm trên tường, hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Mặc dù mới đếm tới 1 mà không biết sao bấm lẹ quá. Còn em, lý do tại sao em không bấm? Dạ, tại vì em cảm thấy là em chưa có rung động. Thật sự là anh rất là hiền, nhưng mà cũng vì cái hiền đó cho nên là có thể là một cái phút ban đầu em chưa cảm nhận được cái cảm giác, chưa có cái cảm giác của hai người mà... Thì cái đó anh nói em rồi, mới có một cuộc hẹn mà sao? Nhưng mà em phải thấy dù cơ hội không có đến với mình nhiều lần. Thế lại nếu mà chương trình này mình đâu có gặp nhau nhiều lần đâu, em hiểu không? Nên là... Đến với chương trình nó chỉ cho mình ít phút thôi. Đúng rồi. Chương trình chỉ là một cái cầu nối, nhưng mà ít phút của chương trình, rất nhiều người ngồi ở đây đã tiến tới hôn nhân và sinh con đẻ cái. Đến đây rồi cái mình cứ nói tại vì đây có ít phút, mình cứ lo cái chuyện ít phút mà mình không lo nói cái cảm xúc của mình hoặc là chia sẻ cảm nhận, sao đối phương có thể hiểu được. Người ta là phụ nữ nữa cho nên là người ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nhưng thật sự em có thích cổ thiệt không mà em bấm nút? Có chứ, em thích cổ em mới bấm nút chứ không thích em bấm. Nhưng em hiểu ý chị nói không? Em hiểu. Cái cơ duyên mình phải biết nắm bắt. Chứ bây giờ em cứ nói ít phút, em cứ lo ít phút không. Chính vì ít phút mình phải càng phải nắm bắt. Đúng rồi chị nói. Thí dụ bây giờ cho em một cơ hội lại thì em có nói được cái gì hơn câu lúc nãy không hay là cũng chỉ vậy? Thế mình cho nhau cơ hội đi. Em nghĩ được không? Thì mình bấm lại thôi. Không? Bấm lại được hả chị? Được. Thì đó chị đang cho mình đang cho nói nhau chuyện cơ hội đi. Tại đây là cũng cái duyên, đâu phải ai cũng lên làm được. Phải rồi không? Nhưng em có thật sự thích cổ không? Em thật sự thích cổ. Lý do anh thích em là gì? Anh không biết, nói chung mình có tình cảm, mình thích. Nói chung cái đó mình không có giải thích được, em hiểu không? Em thích cổ đúng không? Ừ. Em bước qua đứng bên cạnh cổ, em nắm tay cổ, em nói một cái gì mà để cổ quyết định để bấm nút lại với em. Lần đầu tiên trong chương trình, chị cho em một cơ hội. Chứ em chưa đủ sức thuyết phục, thật sự luôn. Nếu chị là con gái chị cũng chưa bấm, em phải thuyết phục được cổ. Cho anh cơ hội đi. Nếu như em đồng ý thì anh sẽ như thế nào đó? Nếu như em đồng ý thì anh sẽ cố gắng hết mọi sức có thể để giờ... Em hiểu ý không? Chị sẽ cho cơ hội bấm nút lại, quý vị đồng ý không ạ? Đồng ý cho một tràng pháo tay đi quý vị. Còn có cho hay không là tùy theo nãy giờ cổ có cảm nhận được gì hay không ở cái lần cơ hội này nhé. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kỹ, đây là cơ hội. Còn nếu mà kết quả vẫn như cũ thì không phải lỗi của chị đã cố gắng hết sức. 1 2 3 Hết thời gian. Em vẫn không bấm. Chị xin lỗi em, chị đã cố gắng hết sức. Chị đã cố gắng hết sức. Muốn nói gì nữa? Em muốn nói gì nữa? Em cũng có món quà tặng cho anh. Thì cái này là một cái... Cảm ơn. Em nghĩ là anh nó cũng phù hợp hơi với ý của anh. Em cũng hơi vội. Chào anh, rất vui được gặp anh. Và em hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu nói chuyện với nhau nhiều hơn tại quán cà phê yêu thích của em. Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội, mừng quá. Vẫn còn cơ hội, có cặp visit quán luôn rồi đó, được chưa? Được dạ, chưa? Dạ được. Rồi, mời hai bạn đứng lên. Rồi, hiểu không? Hiểu dạ, gì hiểu, không? Dạ, hiểu cơ hội gì chưa? Dạ hiểu. Cơ hội gì?
uống cà phê tại quán. Dạ, đây là lần đầu tiên chương trình có một cái đặc biệt như vậy quý vị nha. Tường cũng đã cố gắng hết sức vì Tường thấy là có thể giống như cô gái nói là anh này chưa đủ sự chân thành, nhưng cũng có thể là do cá tính của anh rụt rè vì anh chưa có tình trường. Đâm ra có thể hôm nay anh nhút nhát nên anh mới hơi ngó ngơ ngó ngửa chút xíu thôi, thì mình phải tạo điều kiện. Còn cái cảm nhận là do cô gái ấy, vì ảnh nắm tay cổ chứ không có nắm tay Tường. Nhưng mà dù sao cũng có một tín hiệu vui là cổ cũng đã cho anh ấy cả visit cái quán cà phê của cổ rồi. Biết đâu sau này sẽ có tin vui từ hai bạn này. Thưa quý vị, và bây giờ